Trong lúc luyện tập, anh Thư đã vấp phải chân của Linh Miêu và té rất đau, không biết đây là vô tình hay hữu ý. Trong khi mọi người đều rất lo lắng và chia sẻ với anh Thư, thì biểu cảm của Linh Miêu là... 15 ứng cử viên sáng giá nhất của chương trình. Xin chào các bạn. Và đến với cuộc thi này chắc chắn sẽ là những trải nghiệm mà các bạn lần đầu tiên sẽ gặp phải và vượt qua để cố gắng làm sao đạt được mục tiêu đầu tiên, đó là lọt vào top 5. Và kể từ đó, top 5 sẽ tiếp tục đến với đất nước xứ sở mặt trời mọc, sẽ tiếp tục vượt thử thách tại nơi đó. Và đây sẽ là mục tiêu tiếp theo để chúng ta có được giải quán quân, mang tổng giá trị giải thưởng lên đến 300 triệu đồng về hiện kim lẫn hiện vật. Và đương nhiên sẽ có rất nhiều cơ hội về quảng cáo, về các mỹ phẩm, về thời trang và đặc biệt là những ngành nghề liên quan đến nghệ thuật. Chúc cho tất cả các bạn sẽ may mắn. 15 cô gái sẽ bốc thăm chia thành 4 đội, theo đội hình 3 đội 4 thành viên và 1 đội 3 thành viên. Qua mỗi thử thách, ban giám khảo cùng các thành viên trong mỗi đội sẽ bình bầu và lựa chọn một thí sinh yếu nhất của đội mình lọt vào top nguy hiểm. Các thí sinh của top nguy hiểm sẽ tiếp tục thi đấu với các đội còn lại hoặc tự thi đấu với nhau trong một thử thách cũ. Trong trường hợp top nguy hiểm phải thi đấu với các đội còn lại thì kết thúc thử thách. Nếu top nguy hiểm xếp thứ nhất, sẽ không có thí sinh nào bị loại. Top nguy hiểm sẽ được xóa bỏ, tất cả các thí sinh đều an toàn và chia lại đội hình các đội thi đấu. Nếu top nguy hiểm không đủ năng lực để xếp thứ nhất, một hoặc hai trong số các thí sinh của top nguy hiểm sẽ bị loại bởi ban tổ chức và ban giám khảo chuyên môn. Kết thúc hành trình thi đấu tại Việt Nam, 5 cô gái xuất sắc nhất sẽ tiếp tục hành trình tìm kiếm ngôi vị quán quân nữ hoàng quyến rũ tại đất nước Nhật Bản, cơ hội thi đấu và được làm việc với các chuyên gia thời trang hàng đầu châu Á. Chúng ta đếm 3, 2, 1 rồi cùng mở. Và nếu như trùng màu với nhau, hãy về với nhau. 3, 2, 1, xin mời. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Như vậy, qua những màu sắc thì chúng ta đã chọn được những đồng đội trong nhóm của mình. Chúc cho các bạn sẽ may mắn cùng với đồng đội của mình. Và chúng tôi đã chia ra gồm 4 khu vực khác nhau tại Charm Villas Resort. Và với 4 khu vực này, các bạn có đầy đủ những điều kiện tốt nhất để chuẩn bị cho buổi dạ tiệc tối nay. Đây sẽ là một trong những cơ hội đầu tiên để các bạn bước vào những bước đi thật chuyên nghiệp của mình để thể hiện nữ hoàng quyến rũ. Mỗi đội sẽ ở chung một căn phòng. Đồ đạc thì rất đầy đủ, nhưng số lượng thì chỉ có một chiếc giường duy nhất, hai đôi dép, một phòng tắm với hai chiếc khăn tắm mà thôi. Đây chính là tình huống mà ban tổ chức cố ý sắp xếp để thử thách tinh thần đồng đội của các thí sinh. Họ sẽ sắp xếp và phân công như thế nào? Liệu mâu thuẫn có xảy ra? Mình tên là Minh Tuyền, hiện tại mình là sinh viên năm nhất trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay mình 19 tuổi và hiện tại mình là sinh viên, diễn viên tự do và mẫu ảnh. Mình là Kim Thành, năm nay Thành 23 tuổi và hiện tại Kim Thành đang là ca sĩ tự do. Mình cao 1m63, số đo ba vòng là 85, 60 và 90. Mong muốn của Kim Thành khi đến với chương trình Nữ Hoàng Quyến Rũ đó là sẽ chinh phục mọi thử thách mà chương trình đưa ra, cũng như là có thể thể hiện được nét quyến rũ của Kim Thành. Mình tên là Nguyễn Thủy. Công việc hiện tại của mình đang là một diễn viên tự do. Mình có sở thích rất là đặc biệt, đó chính là kinh doanh, đi du lịch và ăn uống với bạn bè và gia đình. Mình tên là Huyền Thạch, năm nay Huyền 24 tuổi. Hiện tại công việc của Huyền là diễn viên. Huyền đến từ Hà Nội, hy vọng sau chương trình Huyền sẽ học hỏi được khá nhiều điều thú vị. Wow. Trời ơi, nhìn romantic. Ôi, vậy. Có hoa nữa nè. Lãng mạn hả? Mùi rất là thơm. Kim Thành khá là hài lòng với kết quả chơi đội vừa rồi. Các bạn cũng tràn ngập năng lượng, cho nên Thành thấy được sự năng lượng và sự nhiệt huyết từ các bạn. Kim Thành khá thích thủy. Những cái bạn trong team của mình rất là dễ thương. Yeah, mình sẽ nằm đây, sướng quá. Em nghĩ là chương trình sắp xếp cho bọn em một cái giường như này là có mục đích cả.
là để xem sự đoàn kết của bọn anh như thế nào. Bốn người cùng nằm trên một cái giường quay ngang vậy là Kim Thành đưa ra. Thành cũng muốn thử để xem thử các bạn sẽ có phản ứng như thế nào. Thì Thành thấy các bạn cũng khá là thú vị. Cảm thấy rất là thích khi mà ở chung phòng với các bạn. Và đặc biệt là ngủ chung trên một cái giường nữa thấy rất là ấm cúng. Chắc chắn đội chúng ta sẽ chiến thắng đúng không? Đúng rồi. Ngủ chung với cả bốn người trên một giường và có gì thì mình sẽ trò chuyện với nhau thân mật hơn và giúp cho tình chị em của tụi em khăng khít hơn và có thể hoạt động nhóm thật là hiệu quả. Mình thích nhất là chị Thành. Mình chỉ không hết một chút xíu là ở bé Minh Tuyền. Tại vì mình cảm thấy bé nó hơi yếu đuối, kiểu như là mong manh, dễ vỡ. Như là ai cũng phải tập trung vào để bảo vệ cho bé. Thì mình cảm thấy không có được thoải mái lắm. Mãi mãi tuổi thanh xuân. Yeah. Xin chào quý vị khán giả. Tôi tên là Ngân Hòa và đến từ Bình Phước. Tôi cao 1m6 và nặng 45kg. Số đo bao vòng của tôi là 85, 59 và 87. Công việc hiện tại của tôi là diễn viên và người mẫu ảnh tự do. Xin chào tất cả mọi người, mình là Kim Anh. Nghề nghiệp chính của mình là một vũ công. Ngoài ra mình còn là một diễn viên. Đến với cuộc thi này, mình mong muốn sẽ thể hiện được tất cả khả năng của mình và nhận được sự yêu mến của tất cả mọi người. Mình tên là Vũ Mỹ Linh, biệt danh của mình là Linh Miu. Mình đang làm diễn viên tự do. Mong rằng là chúng mình sẽ có một cuộc sống thật là vui vẻ với nhau, luôn luôn hòa thuận và có những cái mối quan hệ mới. Mình tên là Quỳnh Thi, công việc hiện tại của mình đang là người mẫu và diễn viên tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình đến với chương trình bởi vì hình của chương trình có một cái sức hút khiến cho Quỳnh Thi tới. Quỳnh Thi cũng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc và cũng có nhiều giải Hoa Khôi, Miss và Á Quân nhưng mà chưa có giải Nữ Hoàng. Mong quý vị khán giả và mọi người ủng hộ cho Quỳnh Thi nha. Cái giường này ngủ chắc được hai người hả? Hai người, nếu mà cố gắng lắm thì ba người. Đúng rồi. Nhưng mà người nào quậy thì cho người nằm ngoài bìa. À, đừng nói đó là chị quậy nha. Chị quậy hả chị? Chị đi. Em sẽ nằm dưới cho. Mới cao phòng là chị ấy đã dành trước về cái phần nằm. Nếu mà về vấn đề khác thì em cũng có thể là san sẻ. Nhưng mà thực chất về cái của em á, cơ thể của em á, nhằm khi mà nằm ở dưới mặt đất này thì em cảm thấy nó dễ bị cảm và đặc biệt là ở chỗ lạ thì em cũng khó có ngủ lắm. Thì thôi giờ còn cách nào nữa, đành để cho chị ấy nằm trên giường thôi. Muốn không bằng thì tụi mình để em nằm một mình ở dưới cho. Còn nếu mình, tại vì đáng lẽ là nếu mà ai lăn nhiều quá thì nằm một mình thì đỡ hơn, nhưng mà tại vì chị không có nằm ở dưới được thì ok, thì bây giờ cứ nằm ở trên đi. Cái lưng là em đã tự động xuống chỗ này rồi đúng không? Em rất hài lòng chỗ đó đúng không? Thôi chỗ đó ngắn ngủi là tội nghiệp đó. Không, em sẽ bị dễ thì cái này là em có em muốn vậy đúng không? Tại vì cái này nãy giờ là chưa chia rồi, tại vì linh dành nhìn vô là linh có bởi vì tình yêu với cái ghế này. Chị là chị ngủ chị cũng hay co chân với cả nằm yên một chỗ ngoan ngoãn, không bao giờ người khác có lăn lại. Người khác thoải mái thì em cũng sẽ thoải mái, chứ em cũng không cam tâm mà nhìn mọi người phải chia chỗ những cái chỗ khác mà kiểu nó không thuận lợi cho thân thể của họ. Rồi. Chị với bé Hoàng sẽ ngủ trên giường và Linh thì có thể qua đây ngủ chung đi. Chứ thực sự là linh hoạt tư, Linh là linh hoạt luôn. Cảm thấy em muốn ngủ ở đâu em ngủ. Okay. Còn chị thì là cái nệm kia. May mắn được gặp cái đội này bởi vì tất cả các bạn đều có một cái sự nhường nhịn nhất định. Mấy em là nói thôi để sắp xếp cho chị Thi nằm trên giường. Em nghĩ chị Thi hơi bị lệch tông với tụi em. Chị Huỳnh Thi thì chị cũng thân thiện, nhưng mà em vẫn cảm giác có một cái gì đấy rất là nguy hiểm ở đây. Em không nghĩ là một trong ba bạn đó là cái đối thủ đáng rờm nhất của em. Em tên là Nguyễn Thị Thanh Ngân, năm nay em 20 tuổi, công việc hiện tại là người mẫu tự do. Số đo bao vòng của em là 83, 62, 89. Mình tên là Lương Thị Trâm Anh, công việc của mình là người mẫu và diễn viên. Mong muốn của mình đến với chương trình là muốn thử thách bản thân của mình. Em tên là Đỗ Diễm, em sinh ra tại thành phố Quảng Ngãi. Em vừa tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh, khoa diễn viên kịch điện ảnh. Chị là một người có cá tính rất mạnh và nổi loạn. Vì vậy thiết kế lần này của Pink Nail sẽ là tắc kè hoa. Đây là lần đầu tiên em tham gia show thực tế và em muốn biết được giới hạn của bản thân cũng như là muốn chứng tỏ rằng tất cả mọi cô gái ở trên đất nước Việt Nam này đều có một cách quyến rũ riêng của họ. Đã không?
Thôi hai đứa ngủ trên giường đi, chị ngủ xấu tính lắm, chị ngủ dưới đất cho. Sau qua ngày hôm sau mình lại đổi. Ai nằm trên nằm dưới cũng được, nếu mà mình cũng xung phong mình nằm dưới. Mình sẽ là người chịu thiệt thòi trong ngày đầu tiên. Thì mình nghĩ đó là mình đã dành cái sự thiệt thòi cho mình trước rồi. Thì mình nghĩ không có vấn đề gì mà hai bạn sẽ phản ánh hay gì hết. Ôi, ơi, được vô phòng rồi. Lên rất là thích cái phòng này. Em xí một cái này. Cái gì đã xí rồi. Trời ơi, có phòng tắm nè. Ê, gương to ghê. Chào tất cả mọi người, em tên là Anh Thư, năm nay em 21 tuổi. Em là sinh viên của trường đại học Hoa Sen. Mong muốn của em khi đến với chương trình này là có thể hòa nhập với tất cả mọi người, vì bản tính của em là bản tính sống nổi. Mình tên là Nguyễn Thiếu Lan, mình đến từ Đồng Nai. Thiếu Lan cao 1m72, nặng 50kg. Số đo 3 vòng là 83, 61 và 94. Đến với chương trình này là muốn, thật sự rất muốn trải nghiệm thêm một môi trường mới. Mong là cả nhà sẽ đón coi, theo dõi và ủng hộ các thí sinh, cũng như đặc biệt là cho Meo Meo nhé. Mình tên là Vũ Thị Ngọc Dung, quê quán của mình là ở Thái Bình. Sở thích của mình là du lịch và thiện nguyện. Nếu mà mình may mắn được giải thưởng ở trong chương trình, mình sẽ trích ra 50% giá trị giải thưởng dành cho những đứa trẻ thiếu thốn tình cảm, những người già neo đơn. Em tên là Trúc Anh, hiện nay em đang là diễn viên tại sân khấu kịch Hồng Vân. Tham gia cuộc thi này, em muốn được vui chơi, học hỏi cùng với 15 bạn thí sinh, cùng trải nghiệm những thử thách và mới lạ của chương trình. Nhóm hiện tại của mình không được như ý mình muốn. Có hai bạn mình chưa bao giờ tiếp xúc, thì tính của họ có cá tính rất là mạnh. Mình lại là một người sống hướng nội. Hai cái áo tắm. Em chỉ thấy hai đôi dép. Thôi mình chia sẻ thôi, chứ gì đâu. Ai sai sai không sao cả. Đúng rồi, nhiều ra ít bị hay là tôi xì ạ? Nhiều ra ít bị đi. Em ngủ dưới đất cho, em ngủ quen dưới đất. Nhiều ra ít bị, ai bị thì bị ngủ dưới đất. Mình thấy có một sự hơi bất công và mình nghĩ là mình sẽ phải là cái người nằm ở dưới, tại vì mình không thích tranh cãi nhiều. Chuyện đó không quan trọng. Có chỗ ngủ là may rồi. Nhưng là cũng to hay bốn đứa ngủ là sao ấy, bốn đứa ngang qua đúng không? Nằm ngang. Còn ai ví dụ mà mỏi mệt có thì ngủ dưới. Ý là muốn một mình rộng á. Ok. Còn không mình cứ ngủ trên giường hết. Nhóm mình là chỉ có bà Lan là bà thừa cái chuyện. Không sao, Lan quen rồi. Vậy bây giờ tính như cũ ha, bốn người một giường luôn. Ok. 2 3. Yeah. Bạn đã có ý là cùng nhau ngủ trên cùng một giường và đoàn kết với nhau, thì mình thấy cái sự đoàn kết đó làm cho mình cảm động. Bốn gương mặt thì cái cá tính nó cũng tương đồng giống nhau, thấy cũng hơi hợp. Còn sau này thì em chưa biết. Em mong là tình trạng thân thiết này nó sẽ gắn kết hơn thay vì là cãi nhau. Các người đẹp, các nữ hoàng quyến rũ của tương lai, chúc mừng các bạn đang đến với một không gian rất sang trọng tại nhà hàng của Chavillas Resort. Và tại nơi đây chính là chất xúc tác để cho những cảm xúc thăng hoa nhất, giúp cho các bạn vượt qua thử thách đầu tiên của ngày hôm nay. Chúc mừng các bạn. Và bây giờ xin mời các người đẹp có thể nâng ly cùng với Hoàng Rapper để chúc cho chúng ta sẽ gặp được may mắn và vượt qua được thử thách đầu tiên này. Cheers. Cảm ơn các người đẹp. Là một nữ hoàng quyến rũ, chúng ta phải thể hiện được phong cách, phong thái và thần thái ngay từ cách ăn, cách uống. Và đặc biệt, đề bài chúng tôi sắp sửa đưa ra đây, các bạn hãy chú ý thật kỹ theo từng chi tiết. Chắc chắn ngày hôm nay, ngày đầu tiên sẽ có một cuộc chia ly. Với bốn nhóm, sau khi hoàn thành được phần thi của mình, mỗi nhóm sẽ được ban giám khảo chọn ra một thí sinh bất lợi nhất bước vào top nguy hiểm. Và top nguy hiểm này sẽ tiếp tục vượt qua một thử thách phụ. Và từ thử thách phụ đó, chúng ta sẽ chọn một hoặc hai người phải ra về, tùy theo phong độ, tinh thần và tài năng của các bạn. Và bây giờ sẽ là đề bài của các bạn.
Xin mời hai vũ công đến từ nhóm Life Dance. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Em cũng đoán là nhảy nhưng mà em không nghĩ là nó lại tới sớm như vậy. Không ngờ là mới vô chương trình là cho đi nhảy khiêu vũ liền. Một thử thách khá là khó thực sự. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own. And in your eyes, you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms. Vừa rồi chính là đề bài để cho chúng ta có thể đến với một thế giới thực sự của một nữ hoàng quyến rũ. Là một nữ hoàng phải thể hiện được sự uyển chuyển, mềm mại và một phong thái như thế nào để xứng đáng với sự quyến rũ của chính mình. Đề tài ngày hôm nay, khiêu vũ. Trời, sao không cái phải là ngay cái sở trường của mình mà ngay điểm yếu. Sợ nhất là môn này thà là múa, thà là nhảy như nào đỡ sợ hơn là khiêu vũ. Thôi, tóc nguy hiểm nhất rồi, chắc chắn là vô rồi. Để vượt qua được thử thách này, chúng ta cần phải có một buổi huấn luyện bởi một giám khảo đầy chuyên môn. Với giải thưởng mà anh ấy đã đạt được thì chắc chắn chàng trai này sẽ giúp cho các bạn hiểu nữ hoàng quyến rũ sẽ nhảy ra sao. Và bây giờ xin mời các người đẹp hãy chào đón giám khảo chuyên môn. Vũ công Quang Đăng. Chào các bạn. Ôi, cảm thấy thật là chuyên nghiệp. Anh ấy thật sự là rất là chuyên nghiệp. Quang Đăng xin gửi lời chào với tất cả các bạn nữ hoàng quyến rũ của tương lai. Hôm nay thì Đăng sẽ đến với chương trình của mình để thử thách các bạn, những nữ hoàng quyến rũ trong tương lai. Một cái thử thách và đang gọi đó là thử thách khiêu vũ. Nội dung thử thách ngày hôm nay đó chính là điệu Vals. Các bạn nào đã từng nhảy khiêu vũ chưa? Các bạn hãy tự tin và giơ tay lên. À, có một bạn gương mặt khá là quen thuộc. Vals nó bắt nguồn từ nước Áo. Đó là một vùng ngoại ô của nước Áo. Điệu Vals nó bắt đầu từ năm 1780. Chữ Vals là bắt đầu từ tiếng Đức, một cái tiếng Đức cổ nghe nó cũng khá là đặc biệt, đó là Vals. Sau này điệu Vals đã được sử dụng nhiều trong hoàng gia. Chính vì được nhảy trong hoàng gia cho nên chúng ta phải có một cái sự thần thái rất là tốt. Các bạn phải đạt được ba điều. Điều thứ nhất, phải thể hiện được sự quyến rũ trong cái bước nhảy của mình. Điều thứ hai đó là các bạn phải thể hiện được sự liên kết đối với bạn nhảy. Và thứ ba là các bạn phải thể hiện được thần thái, tại phải rất là quyến rũ và rất là quý tộc. Mời các bạn đứng lên nè. Đầu tiên ha, các bạn quay về hướng bên phải của mấy bạn. Cái tay của mình á, mấy bạn tưởng tượng là cái nó thành một cái như một cái frame á, frame một cái khung á. Rồi, mấy em nhớ nha, cái này mình làm cái này rất là dễ bị gù lưng nha. Một, hai, bước. Bước, 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 bước. Rồi. Anh Quang Đăng chỉ dẫn từng bạn một. 15 bạn thí sinh anh Quang Đăng đã đi hết từ bạn thứ nhất tới bạn thứ 15. Rồi sau đó lại hoành trở ngược lại. Anh ấy cực kỳ tận tình ngay cả khi quay hình và ngay cả trong một buổi tập luyện luôn. 1, 2, xoay, 3, 4, nhón, 5, 6, xuống, 7, 8, 1, 2, 3, te ra 4. Sao nhớ? Trời ơi, thấy đội mình té rất là hoảng. Nhưng cái đùng một cái thì quay qua thấy bạn anh Thư té nằm xuống đất rồi. Mình té đối với mình nghĩ là đó là một áp lực, vì đây là một cái sở đoạn của mình không thực hiện tốt. Nên mình đã có hơi yếu đuối một chút. Trong lúc luyện tập, anh Thư đã vấp phải chân của Linh Miêu và té rất đau. Không biết đấy là vô tình hay hữu ý. Trong khi mọi người đều rất lo lắng và chia sẻ với anh Thư, thì biểu cảm của Linh Miêu là... Rồi, tháo giày ra đi, tháo giày ra đi. Ổn không? Sao không? Đau đúng không? Em không sao, mọi người tập đi. Mở câu gót này nó đỡ, nó chấn thương hơn chút. Ha? Dạ, em ổn.
Lan cũng hiểu cảm giác là lúc mà mình bị yếu đuối mà ai mà đụng vô mình phát là mình bị yếu hơn rồi. Cảm động khi mà tất cả mọi người, các chị em đều quay lại hỏi thăm mình. Lo lắng khi mà anh Thư bị ảnh hưởng tinh thần như vậy. Em thấy bạn ấy cố hết sức để trở lại với mọi người mà nhất quyết là không nhờ một sự hỗ trợ nào hết, thì em rất là khâm phục bạn đó. Chị mình không được yếu đuối mà phải thực sự tiếp tục, phải tiếp tục thực hiện nó. Nếu mà mình bỏ cuộc thì mình không xứng đáng ở trong cái team này, vì tất cả mọi người đều rất là giỏi. Nam, áo, bình, nhìn đây nè. Ngoài. Đây. Quá, vậy. Okay. Được không? Ok. Rồi. Xong rồi. 15 thí sinh thì có thể là Thành có chút lợi thế hơn, vì Thành đã từng tiếp xúc với nhảy nhót này, cũng như từng được biểu diễn trên sân khấu. Là em tự chấm cho em đó nha. Là em nghĩ là em tốt hơn bình thường và em chịu khó hơn bình thường nhiều lắm. Mình cũng đã thuộc được khá là trôi chảy. Chắc chắn là nhiều người thua mình. Dựa vào khả năng của mình tự tin là mình giỏi hơn nhiều người. Chương trình ra một điệu nhảy vang và cho thử thách cho các thí sinh của Nữ Hoàng Quyến Rũ rất là ý nghĩa và thực tế nữa. Các cô nàng Quyến Rũ cần phải biết những cái kiến thức căn bản đó.